Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming và Nhật Khải. Chúc anh em xem video này vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải muốn show tiếp tục một set đồ khá là ok. Ở thời điểm hiện tại thì server này server Đại Gia Sơn cũng đã ra mắt đã gần 3 tháng rồi. Và hiện tại đây là một set đồ Khải thấy cũng khá là đặc biệt và khá là hot trong thời điểm hiện tại này. Đây cho anh em xem. Đây là cao thủ CáLinh. Cao thủ CáLinh anh em. Hình như Khải có hỏi sơ qua deck này là Cái Bang Rồng nha anh em. Cái Bang Rồng đúng không ta? Cái Bang Rồng đúng không? Khải coi thử đúng không nè. Thằng này Cái Bang Rồng nè. Sét Nhu Tình mua hết nhiều. Anh em ơi, CáLinh không biết là có trong top nằm trong top thập đại môn phái không? Được Khải xem. Đây anh em, nằm trên top thập đại môn phái hiện tại đang cấp 107 và top 4 môn phái Cái Bang nha nè. Top 4 môn phái Cái Bang. Và anh em cùng xem sơ qua set đồ thứ như thế nào đây. Cho anh em xem thử như thế nào đây. Nhìn vào anh em thấy cái đồ đẹp trai cho anh em. Nhìn vào anh em thấy cái đồ đẹp trai nha. Đồ đẹp gái chứ. Sorry anh em, đồ đẹp gái chứ. Cái này là set Nhu Tình mà. Ở video trước thì Khải có show cho anh em xem set đồ của một cao thủ mang set hiệp cốt rồi. Đó là MR nén cực. Và ở đây thì cũng là một set luôn. Khải cũng đã thấy thì Khải cũng BM Khải show đồ thử và cho anh em cùng xem cùng với Khải thử như thế nào nha. Nhìn vào set đồ thì thấy cái đồ đẹp gái đã tăng cao khá là ok rồi đó anh em. Đây, đầu tiên chúng ta cùng nhìn vào cái áo Nhu Tình, kỹ năng có cộng 1. Một chiếc áo kỹ năng có cộng 1 và kháng độc 15, sinh lực 179. Đó, cái áo này Khải không biết bao nhiêu. Cả set 6 triệu à? Không. Set Nhu Tình thôi. Một set Nhu Tình thôi. Vũ khí nhiều. Hỏi cho rõ nè. Đây, set Nhu Tình anh em tiếp tục. Một cái ngọc bội Nhu Tình 22, phòng thủ lý, sinh lực trừ. Đó, nói chung là set Nhu Tình này gọi là set tầm trung chứ không phải cực phẩm như ở set hiệp cốt trước nha nè. Gọi là tầm trung em mà. Với này là ok rồi nè, không phải cực phẩm nhưng mà với nó tầm với hiện tại bây giờ thì nó là gọi là ok rồi nè. Đây, nhẫn nội công 20, dây chuyền 40. Đâu, dây chuyền mắt pin là đẹp rồi, nhìn vào dây chuyền mắt pin là đẹp rồi em ơi. Set Nhu Tình gần 6 triệu ok. G. Cây vũ khí nhiều em. Rồi tiếp tục thì anh em cùng xem đây nè, thấy chưa? Đây là gọi là tầm trung ok anh em, dây chuyền là mắt pin là đẹp rồi. Được coi dây chuyền 40. Và chúng ta cùng xem qua cây vũ khí. Họ sắt nội công cũng ok rồi em. Họ sắt nội công quá rẻ. Cái cây này mà 600k là quá rẻ nè. Tại vì đi với set Nhu Tình thì chúng ta có thể thêm 2 món, đó là họ sắt nội công và thời gian chậm, và thêm một món thời gian chậm nữa thì đạt mốc 80 rồi nè. Đạt mốc 80 rồi nè. Đây, coi cái nón. Một cái nón trốn 40, kháng hộ 24 quá đẹp. Cái nón quá đẹp anh em. 2440 kèm với cái set Nhu Tình này thì nó kích nha anh em. Nên là build được cái món đồ như thế này thì so với hiện tại thì nhiều người không biết thì họ bán khá là rẻ. Họ bán khá rẻ chứ không đắt đâu nè. Đó, với cái dòng kháng như thế này thì không ai xài cả. Chỉ có những cao thủ họ xài Nhu Tình hoặc là hiệp cốt hoặc là ăn ban thì họ mới kích được. Nên là cái nón này Khải nghĩ là cái mua là không có cao lắm đâu nè. Tiếp tục, bao tay kháng lôi 21, nhận kháng lôi 15, đai lưng chón 40, ui kháng hỏi 17 luôn, đẹp nha. 2 món đạt móc 80 chón rồi. Giày làm chậm không? Đúng rồi, một đôi giày làm chậm 40 nè mà. Một đôi giày làm chậm 40, sinh lực và tóc 40. Cái bàn thì tóc 40 và chậm 40 thì gọi là quá đẹp rồi anh em. Hiện tại bây giờ với cái set này thì hiệu ứng có cho mình 150 chậm. Quá chắc nha. 40 này, 40 này, 20 này, họ sát nội công 183 nữa nè. Quá đẹp. Quá đẹp luôn em ơi. Đó, với cái lượng đam như thế này với lại móc hiệu ứng như thế này quá trâu. 150 chậm và 80 chón. 80 chón từ nón và đại lưng. Kháng họ khá đẹp. Kháng họ là 17 với lại 24 là kháng họ được 41, là cái bàn búp khác nữa là khá là trâu đó anh em. 2 món kháng lôi. Chung là set đồ này build với này thì gọi là ok rồi anh em, gọi là tầm này là đánh bá cháy bồ chét rồi anh em, quá đẹp. Chung thì tổng số 3 thì đẹp nhất vẫn là đai lưng này. Đó. Cây vũ khí này. Cây vũ khí trước này anh em, cây vũ khí đẹp nhất này. Còn set Nhu Tình thì không nói rồi, set Nhu Tình gần 6 triệu thì không nói rồi nè. Đó, vũ khí này đẹp này, thấy chưa? Đai lưng này, đến đai lưng này. Đó. đến cây nón này, đó, đến cái dây này, quá chất nè. Rồi hai món khăn lôi, này thì mua khá là rẻ thôi, Khang nghĩ vài trăm xu. Hai món này thì vài trăm xu là khoảng bao tay này, Khang nghĩ tầm 500 xu là cao nè, 500 xu nó 1 kim. Nhẫn này cũng vậy thôi, nhẫn này cũng tầm 1 kim nổi lại, lấy dòng nội lực cao cho cái bang. Đó. Hai món này cho sắp xỉ 2 kim thôi, không có nhiều đâu nè, tại vì nhìn nó gọi là tầm trung, tầm này thì mua khá là rẻ, không có mắc. Mắc nhất là vẫn là vũ khí này, nhưng mà vũ khí nó không được đạt mốc 40 chậm, nhưng mà đi với món giày và cái dây chuyền lên trên đầu, trên dây chuyền thì Khải nghĩ đạt hiệu ứng 150 chậm là quá tuyệt vời nè, mà không còn gì đỡ phải chơi được cái cây vũ khí này, đỡ chơi được kèm với Sét Nhu Tình thì quá tuyệt vời rồi. Rồi cái đai lưng này quá đẹp, đai lưng này Khải nghĩ phải trên dưới 20 kim nè, trên dưới 20 kim ấy, hơn 1 triệu hơn đó nè, không biết đâu nè, cái đai lưng này hơn 1 triệu hơn ấy, không biết đâu. Nói chung là tổng quan và sách đồ này thì Khải nghĩ là trên dưới khoảng 10 triệu quay đầu, 10 triệu quay đầu nè. Sét Nhu Tình này thì đó, chính xác giá Sét Nhu Tình này là 6 triệu. Đó, thấy chưa? Cây vũ khí này thì bèo bèo cũng tầm 600.000 đến 1 triệu đi. Đó, như nãy có những tin thì anh em đỡ rẻ cho 600k, nhưng mà Khải nghĩ nếu mà mua thiệt tình cái cây này ít nhất phải 1 triệu nè. Ít nhất phải 1 triệu vì không đồng. Thì cây vũ khí này với cái áo với set đồ này là Sét Nhu Tình này là 7 triệu ra đi. 7 triệu. Kèm với đai lưng này bèo bèo 1 triệu thôi, 1 triệu hơn anh em. Đó, 8 triệu. Đó. Đai lưng này server hiện tại đang gọi là normal anh em, tìm không ra đâu anh em. Đai lưng này quá đẹp. Tầm này đai lưng này quá tuyệt vời nè. Hơn 1 triệu đấy, không biết đâu. Khải nghĩ phải trên dưới 1 triệu rưỡi nha, không biết đâu nè. Nó hai món vũ khí với đai lưng này bèo bèo với kèm với cái Sét Nhu Tình này nó đã dao động khoảng 8 triệu rồi nè. Đã 8 triệu rồi. Đó, 8 triệu rồi. Giày này chắc khoảng tầm 5 kim, 5 đến 7 kim thì nó khoảng tầm khoảng 400.000. 400.000 thì khoảng 8 triệu 4, 8 triệu 4 và kèm bên này khoảng 200k nữa, khoảng 8 triệu 6. 8 triệu với cái nón này nó khoảng đúng rồi tầm 10 triệu quay đầu nè, xích đồ này tầm 10 triệu quay đầu. Chung là ạc này đang hạng 54, đang hạng 54 server nha nè, và đang nằm ở top 4 cái bang, đang theo hướng cái bang rồng. Nói chung là ở video này thì Khải sao đồ những cao thủ đồ đẹp cho anh em xem. Chung là đồ tầm này là quá đẹp rồi nè, quá đẹp mà không còn gì phải bàn nữa nè. Đó. Rồi, nói chung thì set đồ này thì nhìn tổng quan thì vẫn ưng nhất là Sét Nhu Tình nè. Đó, cái này cũng có cần 1 cấp. Đó. Nói chung set này mà Khải bảo đảm nếu mà Thủy Yên nè, nếu mà Thủy Yên trưởng mang bảo đảm tuyệt vời ông biệt chơi. Cái bang thì hơi phèn tí tại vì cái bang nó mang kiểu này thì nó không có phục hồi nè mà. Nó không có phục hồi. Theo Khải nghĩ cái set đồ này á mà chuyển về hoàn toàn cho ạc Thủy Yên. Trời ơi, cái Sét Nhu Tình này nó bằng như Thủy Yên trưởng Thiên Sùng Đào thằng nó đánh đậu xanh bá cháy bồ chét luôn. Má nhận không ra luôn nè. Đủ set đồ này chỉ có Thủy Yên nó đánh thôi, khỏi chơi luôn nè. Quá đẹp. Quá tuyệt vời luôn nè, mà set này Thủy Yên chuyện gì Thủy Yên đánh khỏi phải chơi. Rồi nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho CáLinh, Cái Bang Rồng 1 like 1 chia sẻ và cũng như ủng hộ video của Duy Khải Gaming 1 like 1 chia sẻ nha anh em ơi. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye mọi người.